Anh vô. Hôm qua anh nói là anh về nhà, mà em qua tới nhà anh á, em không thấy anh ở nhà. Vậy anh đã đi đâu vậy? Anh đi đâu? Anh đi đâu? Anh đi đâu hả? Nè, tôi cho biết nha. Cái mẹo của giờ công cụ cho biết á, là mà khi mà đàn ông họ lặp đi lặp lại câu hỏi á, là người phụ nữ họ biết là người đàn ông đang nói dối rồi đó. Hay gì ta? Chính xác rồi đó. Đừng có hòng. Anh ấy có xuất hiện không? Đừng có hòng. Trời. Cái gì vậy? Mấy đứa. Dạ. Mẹ đã nói là không được đá banh trong nhà mà. Dạ. Trời, coi cái nhà kìa. Thôi, đủ rồi, Đinh. Dạ. Cái nhà gì mà ghê gớm vậy nè? Ai hứa với mẹ là dọn dẹp nhà sạch sẽ thơm tho trong khi mẹ đi chợ hả? Ai? Dạ, đâu có ai đâu mẹ. Đứa nào bày bữa. Con heo nào bừa bộn cái căn nhà của mẹ vậy đây hả? Dạ mẹ. Đó chính là con heo đeo thắt lưng dụng cụ. Hai đứa, con mời con heo vô đây dọn dẹp nhà cửa, dọn bằng ăn, dọn bữa tối cho mẹ. Mẹ chịu hết nổi rồi. Mẹ biết bao nhiêu việc có biết không? Mà hôm nay mình ăn gì vậy mẹ? Đây kìa, cái bịch gà đó, để ăn tối. Mẹ nó đừng có... À đây nè, đừng có sờ vô nghe chưa. Để yên nó nghe chưa. Ba. Gì vậy? Ba. Gì vậy? Ba cẩn thận nha. Đúng rồi. Mẹ mới vừa về và mẹ đang giận nó. Rất là giận. Sao mẹ mới vừa về mà tụi con chọc cho mẹ giận là sao? Có đâu chọc mẹ giận đâu. Sao vậy? Là giận ba. Đúng rồi. Sao giận ba? Tại vì ba bừa bộn cái bếp quá trời kìa. Mẹ nói với ba là ba phải dọn sạch cái bếp. Cái gì vậy? Làm như ba là người ở nhà này vậy hả? Không. Dạ. Gì em? Anh ơi là anh. Chuyện gì? Em bận lắm nghe chưa? Bây giờ em phải đọc 257 trang của một cuốn sách tâm sinh lý. Sau đó em phải viết một cái bài 12 trang. Anh để nhà bừa bộn, anh giúp giùm em dọn dẹp nhà cửa, bày bữa ăn tối đó giùm em nha. Được rồi, em cứ lo học đi. Có anh mà, em yên tâm. Dọn dẹp trời đất ơi thích. Rồi xong. Vậy thôi, có ở đâu đâu. Có ở đâu, trời đất ơi. Dễ dàng thôi. Dọn ngay mà. Em thiệt tình. Dọn sạch sẽ 50 giây là xong xuôi hết rồi. Bảo đảm luôn á. Xong. Em ơi, sắp xong rồi. Xong. 50 giây là sạch sẽ mà. Có gì đâu mà lao xong. Gì em? Em có mua đồ ăn tối. Anh dọn cái bàn giùm em nha anh. Rồi em yên chí, anh dọn liền mà. Em để đồ ăn đâu vậy? Gà hấp muối, trong bịch ni lông trắng. Em để trên bàn bếp đó anh. Rồi. Trời, tôi chết rồi. Bây giờ không phải để trên bàn bếp mà. Ngoài thùng rác. Anh ơi. Em là em gạo bài kỹ lắm rồi nha. Lần này mà kết quả tốt đó, chắc chắn em sẽ học lên thạc sĩ. Hay quá. Vậy là từ giờ sắp tới nhà mình á, có một anh chàng công cụ và một bà thạc sĩ tâm lý học. Đúng vậy. Ủa? Này cái gì ta? Em ơi. Sao em để chiếc dẫn đây? Ủa? Quên, hồi nãy tháo ra để trà nồi trà son á mà. Trời ơi, mấy cái này em phải để chỗ an toàn chứ. Ừ, để đi. Rồi nó rớt chỗ xuống, có muốn chặt chết. Có gì vậy? Hả? Em vừa nghe cái tiếng gì vậy? Anh ơi. Hả? Anh làm rớt cái nhẫn cưới của em xuống dưới cống rồi hả? Không sao, không sao. Để anh lại kiếm đồ, anh móc lên cho. Không sao đâu. Trời, cái nhẫn cưới của em. Biết rồi, sẽ tìm được mà. Biết đâu tìm luôn cái đôi bông tai luôn sao? Cái gì? Đôi bông tai của em anh cũng rớt xuống đây luôn hả? Từ đó. Anh. Hả? Dạo này anh sao vậy? Anh đổ nguyên cả một cái bữa ăn tối vào trong thùng rác. Rồi đổ luôn cả chén dĩa vào trong thùng rác luôn. Còn quần áo anh trộn đồ màu với đồ trắng đen anh giặt. Anh sao vậy? Anh cứ bận rộn lo chợ chít đi học thôi, có gì đâu. Anh đừng có tìm lý do. Em thấy dạo này trong người anh có cái gì nó khó chịu lắm á.
Không có gì đâu. Anh à, tụi mình đã thỏa thuận với nhau á là bất cứ cái suy nghĩ gì dù xấu hay tốt cũng phải nói cho ra. Bây giờ anh nói cho em nghe đi. Thôi, không nói đâu. Không nói phải không? Ừ. Không nói có nghĩa là đang lảng tránh một cái vấn đề gì đúng không? Anh bắt đầu cảm thấy mình bị coi thường á. Cái gì? Bị coi thường hả? Ý anh muốn nói là em hình như khá thiếu nhạy cảm. Hả? Khá thiếu nhạy cảm? Anh muốn em cảm ơn một câu. Cảm ơn một câu? Đó 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 đó. Hỏi đi hỏi lại là thấy khó chịu rồi đó. Là anh khó chịu đó. Anh, em không tưởng tượng được là anh can đảm anh nói thẳng ngay trong mặt em là em coi thường anh. Đó, bắt đầu rồi đó. Bắt đầu cái gì? Anh nghĩ coi, 15 năm trong căn nhà này em mới là người chưa từng được bao giờ cảm ơn đây nè. 15 năm trong căn nhà này sao? Giặt đồ, rửa chén, dọn dẹp, rồi nhiều khi thời gian rảnh rỗi em sanh cho anh ba đứa con. Bây giờ là cái lúc nè em cần anh giúp đỡ, em cần anh hỗ trợ, thì anh làm như là anh khó chịu vì anh ghét em ra mặt. Bây giờ anh muốn sao? Anh muốn em như thế nào cho anh vui lòng đây? Bây giờ nè, đầu bù, tóc rối, rồi chân không dày, rồi bụng bầu dày, anh mới ưng phải không? Anh muốn gì không? Em nói anh nghe nè. Được rồi, bây giờ em ngồi xuống đây nè, em phọt ra đứa con cho anh coi nè. Được em. Cái gì? Em đừng phọt với em. Tại sao? Anh đang mở cống cống ra đó. Hả? Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay là ráp những miếng gỗ này lại sao cho chúng khớp với nhau một cách chặt chẽ và hoàn hảo. Gì? Sau đó gì hoàn hảo? Tôi cho anh biết là trong cuộc đời không có gì gọi là hoàn hảo hết đó. Anh đang sống vào thế kỷ thứ mấy vậy? Thì tôi chỉ đang nói về một việc mà anh sồn sồn đến vậy. Sồn sồn thì tôi đang bực à. Xin lỗi các bạn, để tôi tâm sự cho các bạn nghe cái chuyện này. Các bạn biết không, vợ của tôi á, bà đi mua mấy đồ ăn tối về, rồi tôi vô tình tôi không biết, tôi lấy mấy cái bịch đó tôi dục thùng rác. Đó, rồi tôi làm việc. Làm việc là tôi phải môi đồ ăn từ thùng rác môi lên. Rồi con gà mái mẹ đó bắt đầu cục tác nha. Cái ông kia, muốn cái gì lên đây nói chuyện với tôi. Cái ông kia lên là chết. Đang gầy bẫy á, nói vậy chứ phải vậy. Đúng không mấy anh? Đúng không? Tôi đồng ý. Đúng không? Tôi cũng đồng ý nữa. Phải không? Rất nhiều sự rắc rối ở đó. Đó, đang nói không? Lúc nào cũng là mấy chuyện mà căng não hết. Rồi, xin mời anh lên đây. Đó, bây giờ trước tiên hai anh giới thiệu tên tuổi của hai anh cho mọi người biết. Chào anh. Ừ. Xin chào quý vị khán giả. Đó. Tôi xin tự giới thiệu. Ừ. Tôi tên Do. Chào quý vị khán giả. Ừ. Chào anh Tư. Tôi tên Dữ. Ừ. Đó. Rồi bây giờ nửa bên kia của anh, người nào nói nhiều nhất? Của tôi. Ừ. Bậy rồi. Của tôi chắc chắn là như vậy. Bạn gái tôi tên là Hoa, nói như Vũ Bảo vậy đó. Bạn gái tôi tên là Diệp, nói chuyện như Vũ Phu. Yeah. Bạn gái của tôi tên là Hoa, tức giận là ném guốc lung tung. Bạn gái tôi không chỉ là ném guốc đồng, ném nhiều thứ nữa ông. Đừng. Các anh từ đi. Còn vợ của tôi các bạn, vợ của tôi đang học về tâm lý. Đó, rồi những cái người học này đó, họ hay đóng giả nhân vật lắm. Tại vì khi mà đóng giả nhân vật gì, họ biết rõ về tâm lý của người kia lắm. Đó, cho nên bây giờ thôi vậy đi. Sao? Tôi cần một người đóng vai Diệp. Vậy năm bộ lo. Anh có nữ tính á. Ừ. Anh đóng vai Diệp đi. Diệp còn đang phải làm anh Tư à? Dữ, bây giờ anh đóng vai Diệp đi. Diệp bầu của Do đi ha. Anh đóng này chứ, ông này đóng thấy ghê lắm. Ừ. Ủa nhưng mà lỡ mà tôi đóng vai Diệp á, rồi cô TV cô ta thấy sao? Hả? Anh yên tâm đi, Diệp không bao giờ coi TV, không bao giờ coi cái chương trình giờ công cụ hết. Tại sao vậy? Không có ưa cái ông này. Không có ưa cái ông này. Tôi là người có gu đó. Rồi bắt đầu đi. Dạ. À. Anh Do, hôm qua anh nói là anh về nhà, mà em qua tới nhà anh á, em không thấy anh ở nhà. Vậy anh đã đi đâu vậy? Anh đi đâu? Anh đi đâu hả? Nè, tôi cho biết nha. Cái mẹo của giờ công cụ cho biết là mà khi mà đàn ông họ lặp đi lặp lại câu hỏi á, là người phụ nữ họ biết là người đàn ông đang nói dối rồi đó. Hay gì ta? Chính xác rồi đó. Trời đất ơi. Con. Bà nghi lắm. Bà nghi là cái nhẫn nằm trong này nè. Có nghẹt lung tùm la. Dít, bây giờ con lên á, con lấy trái banh tennis á, con thả từ trời xuống đây đi.
Dạ. Hy vọng là nó ép nó lộ ra chứ dẫn á. Đi đi dạ. Con. Dạ. Này có không? Rồi. Đừng đừng đừng. Đừng rồi. Dạ. Trời. Dạ. Ê, chết chết chết. Thấy mẹ về mà nó chạy như ma đuổi vậy. Dọn dẹp mẹ. Chưa? Dạ rồi mẹ. Dạ. Mẹ có vui không mẹ? Mẹ rất vui. Dạ. Cho tới khi mẹ vô cái phòng sinh hoạt chung của sinh viên á. Dạ. Và mẹ coi được một chút xíu giờ công cụ. À, mẹ, mẹ không có xem được cái đoạn mà ba gọi mẹ là con gà mái già. Mẹ coi đúng cái đoạn đó đó con. Vậy con đoán là ba sẽ trở thành một con vịt chết. Đúng rồi. Thôi con với ngốc lên lầu. Dạ. À, mẹ về. Ô vịt, vịt đang làm gì đó? Dạ, ba đang ở dưới xưởng. Ba chờ con thả quả bóng tennis xuống đường ống. Ba nghĩ chiếc nhẫn sẽ chui ra. Làm sao? Cầm cái này quăng xuống á hả? Dạ. Vịt ơi, thả xuống đi con. Đâu? Ba trong đó hả? Đây coi coi, vô coi. Thôi được rồi, để đó mẹ làm. Dạ. Con giữ cái banh con lại nha. Dạ. 1, 2, 3. Trời trời trời. Cái gì vậy? Thêm bị sắt. Dịch. Ba kêu con thả cái banh mà tao đi xuống mà sao thả thế này? Không phải con làm. Ai? Con gà mái già. Gà mái già. À, xin lỗi. Xin lỗi bà xã. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Ủa? Vậy là em đã coi cái chương trình này rồi hả? Anh quá là tệ. Em hả? Hỏi tới, hỏi lui, hỏi xuôi, hỏi ngược. Anh mới chia sẻ cảm xúc của anh có một chút xíu. Trong khi đó đó, anh bô lô bô loa trước biết bao nhiêu người trong giờ công cụ về cái chuyện đó. Nhưng mà em cũng thông cảm cho anh. Trong giờ công cụ anh có nói gì đi chăng nữa, người ta đâu có thả trái bi sắt đâu. Đúng không? Anh phải thông cảm cho anh chứ. Ủa? Bồng Lan. Em nghe nói gì vậy Bồng Lan? Bồng Lan ơi, em nghe nói gì không? Em đi đâu rồi? Ôi da. Ây da. Anh đi đâu? Sụt. Vậy? Ui, trời ơi mấy đứa. Dạ. Ba tưởng đâu tụi con đang dọn dẹp nhà cửa chứ. Tụi con đá banh làm cho ba bực hả? Nếu mà ba bực á, ba nói với tụi con đi. Gì? Tại sao phải nói? Ủa ba, vậy sao ba có thể tâm sự với những người lạ trên giờ công cụ mà ba không thể tâm sự với tụi con? Ủa, vậy hả? Vậy thì thôi bây giờ ba muốn chia sẻ cảm xúc ngay bây giờ nha. Chia sẻ nha. Chia sẻ. Thôi. Mấy đứa quỷ này thiệt tình. Ui cha. Ủa? Tao hả? Ủa đâu ra xuất hiện lẹ vô tao? Ôi, buồn quá. Sao buồn? Sáng nay tôi thức dậy, tôi thấy cuộc đời đầy những nếp nhăn. Dạ chú Tám. Vậy cô đề nghị như vậy nha. Chú Tám lấy cái bật ủi á, ủi cái hết nhăn à. Trời. Cậu còn có lời đề nghị nào đối với người hàng xóm thân thương của cậu một trời cách giả mang hơn nữa không? Trời ơi, con thiệt chú Tám nha, cái này mới giả mang nè. Cô mới vừa bị với cái cục bi sắt rớt đầu con này chú Tám. Cái cha dữ vậy à? Ờ. Chú Tám, con này con muốn nói chú Tám nghe nè. Cứ việc nói mà đừng nhăn nhó. Dạ, chú Tám có biết là tại sao cái mặt con lúc nào cũng nhăn nhó không? Sao mà con thấy phụ nữ sao phức tạp quá chú Tám? Nhất là bà vợ con á. Trời ơi, cái gì, cái chuyện gì mà cũng nói được hết à. Bà lúc nào bà cũng muốn là bà biết cô đang nghĩ cái gì. Rồi cằn nhằn cãi nhảy, rồi cằn nhằn suốt ngày cũng nhức cái đầu luôn á. Cô Mộng Lan có cằn nhằn hay là cô đang tìm kiếm sự thân thiết? Trời ơi, cằn nhằn chứ mà tìm kiếm sự thân thiết hồi nào đâu. Chú Tám biết không, cô muốn là lúc nào cô cũng nói ra. Mà cô vừa mở miệng nói ra, cô nhảy hằng cái ngày à. Nhảy ngày hè cô nói. Đó, nhức đầu không chú Tám, bực không? Hey, có lẽ cô Mộng Lan có điều gì đó phiền muộn á. Phiền muộn gì nữa? Phiền muộn gì? À, tôi cũng không biết đâu cậu ạ. À, nhưng mà tôi biết là ai cũng phiền muộn. Người ta nói nỗi phiền muộn giống như là khi bạn đứng dưới hố sâu
bạn kêu cứu mà không ai nghe thấy. Trời, vậy sao? Ừ. Vậy nè chú Tám, vậy có nghĩa là mỗi lần mà cổ la con á là cổ muốn kêu cầu cứu hả? Cũng có thể, nhưng mà có cách duy nhất này là có thể là mình biết được sự thật. Cách gì chú Tám? Hỏi thẳng cô ấy. Đừng có lát đâu, đừng có lát đâu. Ủa cái gì vậy? Vậy? Có chuyện gì vậy? Chúng ta phải nói chuyện với nhau thôi. Đúng rồi, anh phải giúp tụi tôi. Nói chuyện hả? Rồi, tôi quay xong rồi nói chuyện nha. Không, quay hết. Nghe tôi nói nè. Sao? Bạn gái của tôi đã xem cái chương trình đó. Hả? Chuyện lớn lắm rồi. Ủa? Lớn cỡ nào? Lớn lắm, anh phải giúp tụi tôi thôi. Giúp tôi đi. Anh nói bạn gái của anh không có chương trình này mà. Bạn gái tôi không xem mà má của xem. Má của xem là xong kể chứ cô nghe thấy ghê chưa? Hả? Nhưng mà cái điều quan trọng nè, má của bạn gái tụi tôi á là fan cuồng của Năm Bù Lon. Hừ. Cảm ơn má bạn gái nha. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mấy anh muốn tôi làm gì? Bây giờ đơn giản lắm, bây giờ anh chỉ việc ra ngoài đó. Ừ. Anh nói hết tất cả mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của anh. Đúng. Thôi bây giờ vậy đi, hai anh giúp tôi nha. Bây sao, giờ sao? Mình cùng ra mình nói lời xin lỗi nha. Không được đâu. Không. Đi với anh nguy hiểm lắm. Nhưng mà thôi tôi tới giờ quay được với anh. Ghê. Đó. Bây giờ các anh hiểu cảm giác của tôi chưa? Các bạn biết không? Hôm nay chúng ta trở về chút xíu nha. Là chương trình ngày hôm qua đó phải công nhận là chương trình chúng tôi hơi quá lố chút xíu. Cho nên đã khiến cho các cô có gọi điện thoại vào để mà khiếu nại chương trình. 398 cuộc. Ai rảnh đếm vậy? Tôi đếm á. Lành quá. Dạ, các bạn. Xem chương trình ngày hôm qua các bạn có nhớ hai cái anh chàng mà anh chàng tên Do với anh chàng tên Dự không các bạn? Dạ. Đó, cái chương trình ngày hôm qua đã làm phiền tới các cô bạn gái của hai anh chàng đó. Cho nên hôm nay xin lỗi. Ủa, cái gì anh Tướng? Mang qua đây vô đây. Cái bỏ đi. Bỏ cái gì vô đây đi. Cái gì vậy? Đừng có ngại. Cái chương trình ngày. Thôi, đừng có quay. Mày tụi khác đi. Từ nghe nói nè. Cái chương trình ngày hôm nay á là tôi muốn tạo điều kiện cho hai anh xin lỗi bạn gái của mình. Đó. Lên đi. Lên gặp máy nói chuyện với Hoa đi. Tự nhiên nói nha. Đó, xin lỗi đi. Hoa ơi. Đó. Anh thấy mình bậy lắm. Anh muốn công khai tuyên bố là anh xin lỗi em vì những gì anh đã nói và những gì anh sắp nói trong tương lai. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á là gì? Không nói đi. Nhưng mà cái điều đó là đừng có ngại gùng, có cái gì muốn nói nó hết ngay bây giờ. Nói đi, nói đi. Là anh sẽ không bao giờ nghe lời của ông Tư mỏ lết này hết. Ủa gì kìa? Số 7 không à? Đó là một mẹo quan trọng nhất trong giờ công cụ nha. Mẹo để đời đó các bạn. Rồi, bây giờ tới anh. Tới anh tôi hả? Đó, bây giờ anh có cái gì xin lỗi với Hoa đi, nói với Hoa đi. Bạn gái tôi tên Diệp. Tôi quên Diệp. Bạn gái tôi mà anh cũng không nhớ nữa. Rồi bạn gái anh mà tôi nhớ tôi có chuyện á. Mai đang quen. Diệp ơi, em có nhớ hôm qua ở nhà hàng đám cưới, em đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói một câu tha thiết. Chọn ngày đi đồ con bò hay là mày đi chết? Má, bình tĩnh. Anh đã suy nghĩ thật kỹ. Ngày 28/9 là ngày chung kết đá banh U20 đó. Cái gì? Cô mê đá banh nhớ lộn. Ngày 30/10 em nhớ không? Chơi. Chúc mừng Diệp nha. Chúc mừng. Hả? Cảm ơn anh. Chúc em vui. Cảm ơn mọi người. Ngoài ra, để chứng minh cho em thấy anh là một thanh niên nghiêm túc. Em nhìn đi. Anh có chuẩn bị cho em cái nhẫn này. Trời ơi, cảm động quá. Cảm động quá. Nhẫn cầu hôn, nhẫn cầu hôn. Nhẫn cho em. Trời đất ơi, cảm động quá, đẹp quá. Nhấn cầu hôn, Diệp ơi, nhấn cầu hôn nè, đẹp không? Quá. Ủa, anh đang làm gì vậy? Ê em. Tới đây. Cái gì? Tới đây. Đây. Ngồi đây. Cái gì đâu? Đây là cái mô hình mẫu. Nay mai á, anh sẽ xây cho em một cái văn phòng của bà bác sĩ tâm lý giống vậy nè. Dễ thương quá vậy. Đây là cái bàn này. Trên cái bàn này có hình gia đình của mình. Đó, rồi còn cái này.
Cái chỗ này là em nghỉ trưa nè, nằm đây nè. Ủa? Văn phòng mà chỉ nghỉ trưa thôi hả? Vậy ngồi làm việc chỗ nào? Có đây nè, gấp bên đây là chỗ em làm việc là đó có hình hai chồng mình nè. hay. Cha, gì? Hôm nay bỗng dưng tử tế quá vậy. Tại sao anh làm chuyện này vậy? Thì tại vì anh muốn cho em vui. Anh nghĩ là đã tới lúc hai vợ chồng mình phải nói ra những cái gì phiền muộn với nhau. Rồi, bây giờ muốn nói rồi phải không? Ừ. Muốn tâm sự rồi phải không? Anh lúc nào cũng muốn nói đó. Ừ. Giống như lần trước á. Sao? Anh mới vừa mở miệng ra nói em cứ ào 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 làm sao nói. Thì công nhận đúng là không có công bằng. Ừ. Tại vì khi mà em hỏi anh về cảm xúc, ừ, thì em phải chấp nhận nó cho dù nó như thế nào. Đó. Đúng không? Nhưng mà hứa nha. Sao? Không có được quăng cục bi sắt lên đầu anh nữa nha. Biết rồi, xin lỗi. Đó. Bởi vậy anh nghĩ là đã tới lúc anh phải biết lắng nghe rồi đó. Rồi anh phải hiểu được cái tâm lý của em đã gặp xảy ra một cái chuyện gì. Ừ. Em thì anh thấy được là em đã giúp anh trong cái giờ công cụ. Quá giúp chứ còn gì nữa. Bởi vậy anh phải giúp lại em chứ. Đó. Ừ. Mà anh nghĩ với một cái tài năng riêng của em như vậy, em cũng phải có một cái chương trình riêng của em. Một cái chương trình về cố vấn về tâm lý. Tức là em có một cái chương trình riêng. Đúng. Vậy thì cái giờ đó gọi là giờ gì anh? Giờ tâm thần. Khỏe quá. Anh ơi. Hả? Hôm nay em làm bài rất là tốt, rất là tuyệt vời. Vậy thì chúc mừng bà xã. Nè, nếu mà đoán coi đó, em làm tốt cỡ bao nhiêu á thì em đoán ít nhất là em làm tốt cỡ 90%. Trời, dối vậy hả? Ừ. Vậy thì bây giờ em suy nghĩ xem là bao nhiêu phần trăm anh sẽ tìm ra chứng nhận của em. Em trả lời liền. Trả lời đi. 0%. Quá hay. Hả? Trời ơi, anh, vợ anh quá thông minh luôn á. Là sao? Hả? Mất luôn rồi hả? Đúng rồi, 0%. Ờ? Số 0 đi. Ủa, tim nó rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, nó có bị sao không vậy? Hả? Nó có bị sao không? Còn y nguyên. Thậm chí còn sạch hơn chiếc nhẫn lúc trước của em nữa. Chỉ có khác một điều là cái chữ nó bị mờ. Trình bày dành hết cho anh nó bị mờ. Tình này dành hết cho anh. Ồ, tình này. Tình này. Biết á, nhà con có ghi tên con vô cái sổ tình nguyện không? Đâu con còn phải ký cam kết nữa. Hồi nào giờ ba ký nhiều thứ lắm. Nhưng mà ít bao giờ ba nào đúng rồi. Chỉ có ký một cái duy nhất đúng rồi.